Từ tí thần kinh của đàn bố mẹ nhập cho mọi người nhé. Bố là con Han Công, nhập xếp có VH nhé. Mẹ nhập xếp VA. Ôi trời, con kìa, mất hết luôn kìa. Đây, đáng hơn 40 ngày mà mọi người xem khung gặm nó như thế này các bạn. Màu mảng và lông, lớp lông rất là sát luôn. Đầu thủ thì siêu to. Đây, cho mọi người xem cái thần kinh của nó nhá. Cái dòng xét này ấy, thì đặc điểm là thần kinh rất là căng. Mọi người nuôi sơi, huấn luyện. Đây, con này. Cắt tay. Cắt tay. Đây, sân chơi cực kỳ sạch sẽ nhá. Thì bọn em sẽ xuất cái đàn này mọi người nhá. Đây mọi người xem này, cái mõm, mõm rất là to luôn. Mõm 1. Đầu thủ siêu to. Đây, con mẹ đây này. Để em quay con mẹ cho mọi người xem nhá. Ôi con mẹ nó dài thế. Cho sáng lên cho mọi người xem cho nó rõ. Nãy nó hơi tối. Con mẹ màu vàng sạch nhá. Mọi người nhìn này. Con mẹ nó vừa nuôi đàn con, chục con, nhưng mà mọi người thấy cái khung gọng không? Lông rất là sạch. Nên là cái đàn con kia lông nó cũng sạch ấy. Mà khung gọng nó to cao. Con mẹ vừa nuôi con đây nhá, đẻ rồi mà cái nó không bị kiểu như là nhão cái cơ của nó. Đây này, ngực này cực kỳ là nở luôn. Đó. Anh chị nào mà muốn thứ nhất là sinh sản này, sinh sản để vấn đề lâu dài này, thứ hai là để nuôi huấn luyện đi cho đi trường ấy, thì mình nên chọn những đàn mà khả năng như thế này luôn. Bố thì có BH luôn nhá. Con mẹ thật dài thật. Mọi người xem một cắn này. Lông cực kỳ là sạch luôn. Vừa vào mới một xong. Thì nó sẽ quay video riêng từng con để cho anh chị dễ lựa chọn.